À, xin chào mọi người nha. Ông Trần có mặt ở nhà anh Tuấn Nguyễn thì hôm nay có chị Kiều Long Võ đến chơi nha. Hội ngộ đầy đủ ở đây, có chị Sương nè, chị Xuân nè, chị Chức nằm đây rồi nè. Mời bị chửi cho nằm luôn rồi. Hết thương đâu rồi? Thì hết thương không? Hết thương gì trước? Hết thương rồi. Ngon lắm anh. Không thương cũng phải nghĩ chút tình chứ trời. À, dân thì xuống dưới đón anh ấy, chị Kiều Long Võ rồi. Ở phía bên ngoài thì mọi người thấy là chó bây giờ Tuấn Nguyễn cũng cho rồi. Đang quay phim. Đang quay phim. Bây giờ khách tới nhà rồi, Chức nằm đó chứ không lo đón. Đồ trắng có tiêu mà ngon. Dậy gì chứ? Anh Hưng tới nhà phải ngồi dậy. À, ở trong nhà cũng đang làm. Chơi không? Chơi không? Đang làm mấy món để vui ngày hôm nay ha. Đó, thấy có mít, có thơm mà đầy đủ mà mọi người ơi. Ở phía bên trong thì Tuấn Nguyễn. Ủa hôm nay tưởng là đây, đây làm cái nồi lẩu này. Sáng thì anh Trần có gọi chị Long Võ rồi, chị Long Võ đi với bạn ha, đi taxi lên mọi người ơi. Có tôm. Làm món gì chị Sơn? Làm muối tiêu. Muối tiêu chanh ăn tôm hả? Tôm luộc ra mọi người ơi, tôm thẻ. Tôm thẻ nhiều lắm. Trong có thấy thịt bò rất là ngon nha. Này Đức Tân Tuấn Nguyễn đồ nấu luôn. Thịt bò làm gì ạ? Thấy ướp rồi đó. Đức Tân. Tưởng là bà mình bò cái chắc chắn chứ không sống. Thì che mình không có khổ. Với lại không có đâu nha. Tại cho bà mình nó làm đi qua đây nè, qua đây làm mình lọc mất nè. Còn sống rồi, chị làm mình sống rồi. Mà cái khoa của chị giao kỹ đi. Làm muối tiêu chanh nè. Tôm nè, đó, bò. Là gù không anh? Gà nấu sả. Gà nấu sả có món của anh Tuấn Nguyễn nó nấu con. Gà nấu sả với bò nấu là gù, bò nấu gì á. Là anh Tuấn Nguyễn nấu ngon lắm, anh Tuấn Nguyễn hay nấu cái món cay cay bò đó, giống như bò kho. Ngon xuất sắc luôn. Ớt đâm ít ít thôi nha chị. Đâm nhiều cay thì chất bà ăn lên nó bà ghen luôn. Qua bà ghen với lại chị Khùng rồi đó. Qua bà Khùng mới giỡn vui à, ai cũng khoái bà Khùng. Nhảy quá. Nhảy quá trời nhảy luôn có không? Có làm rồi. Rồi. Qua đây nè. Đây mất qua đó. À bà Tâm hả? Dám đâu hồi nãy nói cho Tuấn Nguyễn. Không, anh đâu anh. Qua thẳng đây luôn. Tại chị Long Võ chị dặn chở chị qua mà rốt cuộc chị đi với bạn thôi, chị đi taxi vậy mọi người. Muối tiêu của chất quá. Này ớt quá trời ớt cay.
xong rồi. Đã chín rồi. Nấu như núng hả? Ngon bò quá trời luôn. Giờ nấu nước sôi nấu gì nữa anh Tấn? Tôm mà tôm đó mà còn sống làm tái chanh ăn cũng ngon. Ăn mùi tạt. Ăn lùi sống ăn lùi sống là không dữ lắm. Đâu hôm qua cái món gì cũng nướng rồi mà. Món gì? Ốc rồi nướng hết rồi. Đó là hào, hào nướng rồi, hào cho hào phải nướng chơi cho mày sống tao ha. Hào ăn cái tái vậy. Mấy một lỗ hào ghê rồi. Thôi. Cũng có bèo bèo 20 con á. Hàng gì tối hôm qua về ngủ không được luôn chị Sương. Trời ơi nó chào cờ cho thấy. Cái lỗ không hả? Còn nguyên một lỗ rồi nó nướng không hết đâu chứ ơi. Mày vậy mà bả nướng chồng hết rồi. Không, tại vì hào con món khoái khẩu hồi xưa giờ ăn ngon tốt sức khỏe mà. Giấc giờ ngồi ở dưới à, coi vô à. Nó có chất kẽm nó còn, mày nghe xíu chất kẽm nó còn. Dạ, cũng có ăn mì xưng. Mà kẽm là tốt cho đàn ông lắm. Đàn bà cũng vậy. Với nó đột da nữa. Dạ. Da đẹp á. Phải mập mà. Mập mập gì chứ nó cũng thiếu chất á, vậy mày sai rồi. Dạ hả? Em tưởng ai mập là không có thiếu chất chứ. Tao mập vậy mà tao thiếu canxi đó. Thiếu canxi giờ làm sao uống canxi vô hả chị? Ăn cua ghẹ vô nhiều. Cua ghẹ ăn nhiều bị viêm gút. Người nào bị gút thì ấy chứ mà tao thiếu canxi. Hello chị. Ôi ơi, lâu quá gặp chị lon vỏ, chị vẫn đẹp như ngày nào. Hello chị. Bé dễ thương ghê chị. Chết thế chết. Đứng ngồi dậy đi chết, chị lon vỏ đó. Chị ngồi ghế nè anh chị. Đẹp quá à. Chị con. Đủ đẹp quá à. Ai đúng gái luôn. Đúng thì cháu luôn bà. Bé chú mẹ. Em đang nấu đồ ăn chị. Con luộc với gà cả với chị với bò bít tết. Ông bà em nghĩ đâu đâu có mẹ. Ai kiếm mà Tấn ơi. Ai kiếm Tấn thì Tấn. Dạ khỏe, chị khỏe hả? Ừ, khen chị ốm đẹp nè. Ốm đẹp hết chứ. Sẽ có người ra đi. Con cứ đi cắt chức đi làm phim. Bò chức lên đi. Ai đồ chức á? Sợ không chứ? Sợ không? Chết ngoan đúng không?
Chắc bị đơ hàng ấy. Trước trước đi em. Thôi mình như tôi qua đây con có đúng nhà không à? Vô vô cái công an đó. Mười ba. Mình chơi tới luôn chỗ đó luôn nha chứ nha. Đi hai người là 213 được không chứ? Đúng rồi. Ủa chứ có bị ngứa không vậy chứ? Giữa là hết rồi đó. Trước con có cái loại thuốc này ngứa cực kỳ hay lâu. Nhưng mà không có cách gì. Đó. Chính ra đường là mày kia cái lá nó chừng lỗ của mày nó. Đó, mình vừa làm mày để mày nó không nói mày không có. Đó. Đó, lên thì nó thừa đó. Rồi. Hai chị mới đưa nữa hả? Thưa em nằm thứ 7. Em chính lá đơn rồi. Nguyên cái khu này người ta thưa em hết trơn rồi. Mà người ta nể em, người ta không có gọi công an lên. Hôm nay thấy bãi lên nữa, người ta báo lên trên đó. Nói là đắt thế nào cũng lên là ồn xì đồn nữa. Nên là báo công an phải xuống, chấn chỉnh em. Không như vẫn, em quên lên trước đó cảnh cáo. Ờ, cảnh cáo trước đó không cho ồn á. Có nghĩa là chị nói chuyện nhỏ nhẹ, nhỏ nhẹ trong băng mình nói nghe được rồi. Nên để người ta ồn, để án người ta lấy người ta lạ. Tại vì mình bị thưa rồi. Ừ, nó, em hết chính lá đơn, nó chính cái căn hộ đây nó thưa hết trơn, nó không có sót em lá nào chứ. Mới giờ là mới lên là bô rồi, em nói nó nhỏ. Mới lên là bô rồi. Trong chỗ có Hương Trần không? Mẹ Hương Trần có không? Đó. Đó luôn hả? Không có chị. Trời ơi. Miền của chị chất là dữ lắm. Bởi gặp công an cái bao quá sợ rồi. Giờ dám ho đi. Giờ ho đi. Đó công an lên nhắc nhở rồi đó. Ngoài vừa. Chắc bàn số đề nè chứ không gì á. Bồ quý lên á, miệng bà bồ nữa, chết nữa. Anh Tấn vô wifi cho chị với cái anh Tấn.